VPF vừa ra thông báo những giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của tháng 1 và tháng 3 năm 2021. Vinh danh câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng xuất sắc nhất. Trải qua 7 vòng đấu đầu tiên, ngoài trận thua ở lượt trận đầu, Hoàng Anh Gia Lai càng đá càng hay và dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ đang là đội bóng để thủng lưới ít nhất giải và ghi bàn nhiều nhất giải. Chân sút Văn Toàn đang là một trong 3 cầu thủ ghi bàn tốt nhất V-League đến thời điểm này. Điều đó cũng thuyết phục ban tổ chức trao cho cầu thủ mang áo số 9 danh hiệu cầu thủ hay nhất của tháng 1 và tháng 3. Sự xuất sắc ấy của Hoàng Anh Gia Lai có đóng góp rất lớn của huấn luyện viên Kiatisak. Chính ông đang lột xác, mang đến cho Hoàng Anh Gia Lai một vẻ hoàn toàn khác mùa này. Kiatisak cũng nhận danh hiệu huấn luyện viên hay nhất tháng 1 và tháng 3. Bên cạnh đó, bàn thắng đẹp nhất vinh danh siêu phẩm của tiền vệ Phan Văn Đức trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng tại vòng 5. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cầu thủ Văn Toàn và huấn luyện viên Kiatisak ở trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku vào ngày 12 tháng 4 tới đây. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách đầy gian nan đến sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Đã 15 năm qua, Hoàng Anh Gia Lai chưa thắng mỗi khi hành quân đến sông Hàn. Mục tiêu phá sấp ấy lại càng khó khăn hơn khi Hoàng Anh Gia Lai mất hai cầu thủ trụ cột là Lương Xuân Trường và Kim Đông Su, trong khi tuyển vệ Tuấn Anh vẫn chưa rõ khả năng trở lại. Những buổi tập vừa qua, Tuấn Anh đều không thể tham gia bình thường. Hiện Hoàng Anh Gia Lai đang đứng đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, hơn Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm. Cũng liên quan đến thông tin về một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị lấy vợ trong năm 2021. Điều này đã thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ. Theo thông tin của chúng tôi, Lương Xuân Trường chính là cái tên sắp lên xe hoa. Một người anh thân thiết với Văn Toàn và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã xác nhận với Thể thao 247 về điều này. Được biết, vợ sắp cưới của Trường Hiếp cũng đã có mặt tại buổi khai trương quán cà phê Ông Bầu của Văn Toàn Hải Phòng vào ngày 3 tháng 4. Ở thời điểm hiện tại, Lương Xuân Trường vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Vị hôn thê của tuyển thủ Việt Nam từ trước đến nay vẫn luôn được giữ kín.